Thế Hùng và Ánh Xuân xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Chương trình kết nối những yêu thương. Một điểm báo. Và điểm đến tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Thế Hùng giới thiệu. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá trong 3 tháng cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm khoảng 13,96%. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, về định giá đất, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn được giao, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, triển khai có hiệu quả đề án phát triển kinh tế đô thị, đẩy mạnh công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, tiếp tục triển khai xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao. Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân là nơi tạo công ăn việc làm và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Với tinh thần năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Ninh Thuận đã từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô, lĩnh vực hoạt động và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn 2 năm đầu tư tại Ninh Thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Việt Xanh Ninh Thuận đã có bước tăng trưởng tốt. Hiện các sản phẩm may mặc của công ty đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 1.300 lao động địa phương, đóng góp ngân sách cho tỉnh mỗi năm hơn 2 tỷ đồng. Thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của tất cả các cơ sở ban ngành, chính quyền địa phương và cũng tạo điều kiện rất là tốt để cho doanh nghiệp chúng tôi là phát triển trên cái tinh thần là hợp tác để tạo cái động lực cho doanh nghiệp như chúng tôi là quyết tâm để phát triển mạnh. Là doanh nghiệp sản xuất dược liệu, sau hơn 3 năm hoạt động, công ty cổ phần Thảo Dược Liên kết Việt Nam đã dần khẳng định được chất lượng sản phẩm và vị thế trên thị trường. Hiện nay công ty đã xây dựng được vùng nguyên liệu trồng đinh lăng, khổ qua rừng với diện tích hơn 120 ha. Mỗi năm chế biến cung ứng ra thị trường gần 2 triệu chai nước đinh lăng, 200.000 túi trà khổ qua rừng, tạo việc làm cho gần 100 lao động. Hiện công ty đang tiếp tục mở rộng vùng sản xuất dược liệu khoảng 500 ha tại các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Chúng tôi sẽ phát triển vùng nguyên liệu rộng hơn và nhiều sản phẩm được chúng tôi sản xuất ra và sẽ có một cái chiến lược rõ ràng để mà phát triển kinh tế cho người dân. Xác định doanh nghiệp doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận luôn đồng hành, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 3 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm thủ trưởng. Cùng với đó, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cũng đều thành lập tổ công tác. Qua đó chỉ đạo tháo gỡ giải quyết thấu đáo thực chất hiệu quả từng khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Hỗ trợ tối đa cho các cái doanh nghiệp phát triển là coi việc và tháo gỡ các khó khăn, các cái rào cản và khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là cái nhiệm vụ chiến trị hàng đầu và khơi thông các cái điểm nghẽn, huy động giải pháp các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. 9 tháng của năm 2024, tỉnh Ninh Thuận có 331 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động toàn tỉnh lên 4.577 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 93.970 tỷ đồng, qua đó tạo ra cơ hội việc làm cho trên 15.000 lao động, đóng góp trên 70% tổng thu ngân sách nhà nước, đồng thời đóng góp tích cực đối với công tác an sinh xã hội. Với sự đồng hành của chính quyền các cấp, doanh nhân, doanh nghiệp Ninh Thuận đang ngày càng khẳng định mạnh mẽ vai trò, sứ mệnh của những người lính trên mặt trận kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Smart Locker còn được gọi là tủ giao nhận hàng thông minh ra đời để giải quyết khó khăn từ việc giao nhận hàng truyền thống. Với giải pháp này, sau khi người mua xác nhận mua hàng và thanh toán, người bán shipper sẽ không cần thiết phải giao hàng tận tay cho người mua, mà chỉ cần gửi qua chiếc tủ được đặt cố định tại một số điểm nhận hàng trong các tòa nhà chung cư. Tại Việt Nam, mô hình này tuy mới đưa vào sử dụng ở một số ít tòa nhà, khu dân cư, thế nhưng đang dần được nhiều người lựa chọn bởi sự tiện lợi của nó, đồng thời góp phần chuyển đổi số trong các hoạt động liên quan tới logistics.
Chỉ cần số điện thoại của khách hàng để gửi đồ vào tủ là nhân viên giao hàng này đã hoàn thành đơn hàng của mình với vài thao tác đơn giản và không còn lo lắng về tính bảo mật hay hư hại, thất lạc của đơn hàng. Khi mình giao hàng cho khách thì mình thấy cái tủ này khá là tiện lợi, những cái mà khá là bảo mật và an toàn cho hàng hóa của khách khi mà khách nhận. Bình thường mình gửi là sẽ gửi cho các lễ tân hoặc bảo vệ, đôi khi nó sẽ bị thất lạc. Đây là khi mình gửi vào tủ này là sẽ có ngăn ô đàng hoàng, khi đó nó sẽ bảo mật hơn và những cái hàng hóa của khách nó sẽ được giữ an toàn hơn. Khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại và quét mã hoặc xin trắc học là có thể lấy được hàng mà không cần gặp trực tiếp người giao hàng. Mô hình tủ thông minh mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng đã được nhiều người lựa chọn sử dụng vì tính tiện lợi và chi phí thấp. Thì mình thấy rằng là cái thuận lợi nữa là các bạn ấy đi làm thì là gửi đồ được thì ship họ vào, họ chuyển cho thì cũng rất là thuận lợi và gọn gàng. Thế nhưng cũng có một cái nhược điểm nữa là khi mà các bạn ấy lấy đồ thì lúc đầu chắc là nó cũng chưa quen, thì nó cũng còn những cái trục trặc, chẳng hạn như là không lấy được đồ ra thì cũng có một vài gia đình là như thế. Thế còn đại đa số thì đều lấy được đồ và rất là nhanh gọn. Tủ thông minh không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động giao nhận hàng hóa mà còn đóng góp vào mục tiêu xanh hóa logistics trong thương mại điện tử, đóng vai trò quan trọng để bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Không chỉ ở Việt Nam, ở trên thế giới họ đã có những cái bài liên quan nói về cái việc là những cái tủ như thế này có thể giúp chuyển đổi xanh bằng cách là tối ưu hóa cái ngành logistics, mà một trong những cái ngành mà rất là phát thải rất là nhiều khí CO2. Đơn cử thôi, một bạn shipper mà khi mà không ship được lần đầu tiên thì có thể ship 2 đến 3 lần nữa, thì cái đấy cũng làm tăng cái quãng đường các bạn di chuyển, chưa tối ưu được cái lĩnh vực vận chuyển này và có thể gia tăng CO2, đảm bảo được cái mô hình kinh doanh để công ty đó có thể hoạt động tốt, song song với việc cung cấp được các cái giá trị cho người dân cùng như các đơn vị vận chuyển là một điều mà mình phải tính toán. Tủ thông minh là một giải pháp không chỉ đảm bảo sự an toàn của hàng hóa, tính mỹ quan cho tòa nhà, mà còn giúp người dùng tiết kiệm thời gian công sức. Với tính ứng dụng cao và chi phí hợp lý, giải pháp này cũng góp phần tiết kiệm chi phí nhân sự, vận hành để hỗ trợ người dùng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay hơn 891 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 3.770 tỷ đồng, tăng hơn 286 tỷ đồng so với đầu năm. Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là đòn bẩy để hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở ngành, đoàn thể địa phương, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định nhằm đảm bảo các đối tượng này được vay các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tổ chức bình xét công khai, minh bạch và tiến hành giải ngân kịp thời các nguồn vốn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 1,5 đến 2% trên năm. Thưa quý vị và các bạn, tập trung rà soát xác định chính xác nguyên nhân nghèo của từng hộ để đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời, trong đó chú trọng hỗ trợ nhà ở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Cách làm này đã giúp xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5 đến 6% một năm. Mùa mưa này, gia đình chị Pupu Thị Khánh không còn thấp thỏm lo âu bởi căn nhà tôn lụp sụp đã được thay thế bằng ngôi nhà đạt tiêu chuẩn ba cứng với diện tích gần 50m², kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Chị Khánh chia sẻ, như một giấc mơ, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị không biết đến bao giờ mới làm được một căn nhà như thế này. Có nhà mới rồi thì hai vợ chồng cũng là mừng lắm. Dạ. Nhờ nhà nước hỗ trợ, mình sẽ cố gắng làm ăn mà để mình thoát nghèo luôn. Chồng bị suy tim và mất sức lao động, một mình chị Nguyễn Thị Kim Thúy buôn gánh bán bưng ở chợ quê để lo cho ba đứa con ăn học và thuốc thang cho chồng. Được nhà nước hỗ trợ hai con bò sinh sản với kinh phí hơn 36 triệu đồng, chị Thúy đã có thêm sinh kế và động lực để làm ăn, từng bước cải thiện đời sống và quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Nhà nước cho cũng mừng chứ, tại vì nhà cũng khổ quá, còn nghèo rồi xong ba đứa con rồi ổng bệnh đâu có làm gì được nhiều đâu. Chị ông ở nhà, ông mệt thì ông ở nhà ông phụ được một chút,
Còn mình thì đi bán, buôn bán rồi kiếm đồng ra đồng vô ăn hàng ngày. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Hòa Sơn đã huy động gần 1 tỷ đồng từ các chương trình dự án để xây dựng 14 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ bò cái sinh sản cho 8 hộ nghèo, cận nghèo và triển khai nhân rộng mô hình trồng tre lấy măng, qua đó giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Hòa Sơn đã giảm xuống dưới 5%. Để làm tốt công tác giảm nghèo của địa phương trong thời gian đến, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam xã chúng tôi thì tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, tiếp tục rà soát các đối tượng đang gặp khó khăn, cụ thể như khó khăn về nhà ở, khó khăn về vốn hoặc là vân vân. Chúng tôi sẽ kết nối với các kênh ngân hàng chính sách cũng như là rà soát các đối tượng đủ điều kiện để hỗ trợ nhà ở, để đảm bảo cái công tác an sinh xã hội cũng như đảm bảo công tác giảm nghèo của địa phương. Xác định rõ những khó khăn của hộ nghèo và triển khai những giải pháp hỗ trợ phù hợp theo hướng tiếp cận đa chiều, đồng thời khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân, xã Hòa Sơn đã giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở huyện Ninh Sơn. Thưa quý vị và các bạn, bản du lịch cộng đồng Sinh Suối Hồ thuộc xã Sinh Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu mát mẻ trong lành, phong cảnh hữu tình thơ mộng, đã trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan thời gian qua. Phát huy tiềm năng sẵn có, người dân trong bản đã có sáng kiến làm những ngôi nhà tổ ong với thiết kế độc đáo, gần gũi với thiên nhiên, tạo nhiều ấn tượng cho du khách khi đến đây tham quan nghỉ dưỡng. Với mong muốn tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình và thu hút khách du lịch đến với bản, năm 2019, anh Hãng A Sà đã xây dựng 12 căn nhà tổ ong. Những căn nhà này được đặt theo tên của các loài ong với thiết kế độc đáo đã kích thích sự tò mò, khám phá của du khách. Từ năm 2021, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 căn nhà tổ ong và 6 căn nhà tổ chim, trung bình mỗi năm, gia đình anh đã đón hàng nghìn du khách tham quan nghỉ dưỡng khi đến Sinh Suối Hồ. Con ong với người Mông thì cũng rất là gắn bó với nhau, cho nên là tôi quyết định là sẽ đặt tên là tổ ong. Và đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba nữa là các cái mẫu, tức là làm giống như cái tổ ong, thì đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư nữa thì khi khách đến đấy thì nếu tôi làm như vậy thì khách đến đây thì khách sẽ được khám phá, trải nghiệm, tức là ngủ trong một cái tổ ong. Những căn nhà tổ ong hiện đang thu hút khách du lịch đến tham quan và nghỉ lại. Du khách đến với bản Sinh Suối Hồ đều có cảm nhận nơi đây phong cảnh đẹp hữu tình, như một bức tranh thiên nhiên giữa núi rừng hoang sơ hùng vĩ. Đặc biệt, những căn nhà tổ ong này đã tạo cho du khách những trải nghiệm mới lạ và là điểm check-in thu hút giới trẻ hiện nay. Cũng rất thích về cái không khí và cái văn hóa nét đặc sắc của cái bản này. Vậy thứ nhất là vừa sạch sẽ và con người cũng rất thân thiện. Mình cũng có ở trải nghiệm ở một các cái nhà tổ chim, tổ ong và các cái khu mà nhà homestay của người dân, thì mình thấy là rất là phù hợp và thoải mái. Trong quá trình phát triển du lịch ấy, thì có rất nhiều người có những cái sáng kiến, đặc biệt là chỗ như cho anh Xà sáng kiến ra những cái nhà trên cây, rồi là đặt tên là tổ chim, tổ ong các thứ. Đối với các khách du lịch ấy, đặc biệt là khách nước ngoài, người ta thích những cái mô hình như thế, người ta ở yên tĩnh rồi ta muốn trải nghiệm cái không gian đó, nên là khách phương xa người ta rất là ưa chuộng những cái mô hình như này. Với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo không ngừng của người dân trong phát triển du lịch, đến nay bản Sinh Suối Hồ đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh làng du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2019. Đặc biệt, trong dịp đầu năm 2023 vừa qua, điểm bản du lịch cộng đồng Sinh Suối Hồ được tôn vinh ở Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023 diễn ra tại Indonesia. Phần cuối bản tin hôm nay là những thông tin về an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Ngọc Nhất, sinh năm 1988, tạm trú tại thành phố Tam Kỳ để điều tra hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an huyện Phú Ninh và các đơn vị liên quan điều tra xác định trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 10 năm 2024,
Võ Ngọc Nhất đã sử dụng mạng Internet, cố ý truy cập trái phép vào máy chủ server NAS của một doanh nghiệp FDI, 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, bằng quyền quản trị của người khác để tác động thay đổi dữ liệu trên hệ thống máy chủ, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ngưng trệ, gián đoạn, bước đầu ước tính gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Qua vụ việc trên, Công an Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống tấn công mạng, không để đối tượng lợi dụng lỗ hổng bảo mật tấn công, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin để đánh cắp, tác động, thay đổi dữ liệu, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2 mét. Vừa rồi là dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình Kết nối những yêu thương. Mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Thế Hùng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối những yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh Hàng Minh Cường ở khu phố 6, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Anh Cường nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mắc nhiều chứng bệnh, chi phí điều trị tốn kém, gia đình lại khó khăn, rất mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau một tháng tự điều trị tại nhà, anh Cường đã nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, hoại thư sinh hơi vùng cổ, tiểu đường, rung nhĩ thất chậm, suy tim độ 2, chi phí điều trị đã hơn 120 triệu đồng. Bệnh nhân này có tiểu đường đã lâu năm và trong cái đợt này là tình trạng bệnh nhân suy kiệt cũng khá là mất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đạm. Và cái lượng đạm mất qua thấp thoát và cái ổ thoát dịch này, bệnh nhân phải được bù đắp cái lượng dịch albumin đạm. Bên cạnh đó là chất dinh dưỡng khác, thì hiện tại bệnh nhân là suy, coi như là không thể tiếp tục điều trị. Mong muốn các tổ chức từ thiện hoặc là chúng ta nhà hảo tâm chung tay để cho bệnh nhân được cơ hội. Thứ nhất là gì? Tiếp tục được điều trị. Và điều mong muốn cuối cùng là vết thương bệnh nhân nó được lành lặn trở lại, bệnh nhân sẽ quay lại với cuộc sống của những người bình thường. Anh Cường là con trai út trong một gia đình có 9 anh chị em. Ba mẹ mất sớm, không được học hành đàng hoàng. Lớn lên anh phải tự bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Do bị bệnh tiểu đường và suy tim nên anh hay mệt, khó thở, không thể làm việc nặng nên thu nhập ngày có ngày không. Vì vậy, vùng cổ bị lở loét nhưng anh không dám đi khám bệnh mà chỉ mua thuốc uống cầm chừng, khiến vết thương không lành và bị hoại tử. Để điều trị, anh cần phải phẫu thuật ghép da với chi phí điều trị gần 100 triệu đồng, vượt khả năng của gia đình nghèo. Bây giờ không còn cái khả năng mà để tiếp tục lo cho em hết một cái cuộc giải phẫu này. Cho nên tôi là chị thứ năm trong gia đình, đứng ra đại diện gia đình là xin các nhà hảo tâm và mạnh thường quân chiếu cố tới bệnh của em tôi, vì hoàn cảnh nó khó khăn, không gia đình, không vợ, không con, không nhà, không cửa, để cho có một cái kinh phí tiếp tục còn lại cho em tôi được sống. Cuộc sống quá khó khăn nên anh Cường chẳng dám lấy vợ. Anh còn quá trẻ, nếu được điều trị tích cực và uống thuốc định kỳ thì sẽ có cơ hội được sống và khỏe mạnh trở lại. Nhằm giúp anh Cường có điều kiện chữa bệnh, chương trình Kết nối những yêu thương đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 52 triệu 700 ngàn đồng. Vừa rồi là chương trình Kết nối những yêu thương. Sau đây, biên tập viên Thế Hùng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Thế Hùng. Cảm ơn anh Xuân. Một điểm báo sáng nay được mở đầu với bài viết trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam Campuchia tăng 21,9%.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, tính hết quý 3 năm nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Campuchia tiếp tục đạt được những bước phát triển vượt bậc khi tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023, lên 5,8 tỷ USD. Việt Nam đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau Mỹ, với kim ngạch đạt hơn 2,7 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Campuchia chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như hạt điều, cao su sang Việt Nam. Việt Nam chiếm 13,8% thị phần xuất khẩu của Campuchia, Mỹ chiếm 38,4% thị phần. Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải bài viết đáng chú ý, ba nhóm ngành có xu hướng tuyển dụng tăng mạnh cuối năm. Tổng cục Thống kê cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động đang tăng nhanh do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kéo theo thu nhập bình quân của người lao động thường cao hơn quý trước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dự báo, ba nhóm ngành có xu hướng tuyển dụng tăng mạnh cuối năm là dịch vụ thương mại, tiếp theo là ngành chế biến chế tạo và công nghệ thông tin. Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng lao động chất lượng cao cũng ngày càng tăng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đang còn tuyển khoảng hơn 80.000 lao động trong quý 4 để phục vụ sản xuất, nhất là trong tình hình đơn hàng đang dồi dào trở lại, nhu cầu tuyển dụng tăng cao, đặc biệt ở các ngành công nghiệp công nghệ, dịch vụ, hành chính và bất động sản. Đắk Lắk phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và sử dụng hóa chất trái phép để nhúng sầu riêng. Thông tin đáng chú ý đăng tải trên báo Nhân dân. Thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong vụ mùa sầu riêng năm 2024, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt đối với 4 doanh nghiệp hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại hiện trường thu giữ gần 4 tấn sầu riêng đã được nhúng dung dịch pha chế từ các chất không rõ nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ ghi tiếng Việt, qua đó xử phạt với tổng số tiền 237 triệu đồng. Việc sử dụng chất hỗ trợ không rõ nguồn gốc để nhúng sầu riêng có thể là chất cấm, chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến sản xuất thực phẩm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Qua quá trình kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan công an và các ngành chức năng, đã góp phần tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân hoạt động thu mua sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chấp hành đúng quy định của pháp luật. Vì sao năm 2024 xuất hiện nhiều siêu bão? Phần lý giải đăng tải trên tờ VnExpress cũng sẽ khép lại một điểm báo sáng nay. Năm 2024, thế giới xuất hiện nhiều siêu bão, sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên cấp 16 như Yagi ở Biển Đông và đổ bộ Việt Nam giảm khoảng 2-3 cấp, Jimmy ra thông vào Trung Quốc, Helen và Minton nối tiếp nhau vào Mỹ. So với các năm trước, số siêu bão nhiều bất thường. Ông Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu lý giải nguyên nhân chính xuất hiện nhiều siêu bão, bão mạnh là do đang diễn ra sự chuyển pha nhanh từ El Nino sang La Nina ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương. Điều này dẫn tới mất cân bằng nhiệt ẩm đại dương, làm tăng nguồn cung cấp năng lượng cho sự hình thành và phát triển của các cơn bão nhiệt đới. Dẫn báo cáo thứ 6 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, ông Kiên cho biết nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C, thì sức tàn phá của bão tăng trung bình 40%. Trên thực tế, so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,3 độ C, nên việc bão tăng cấp đột ngột cũng đang phổ biến hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ánh Xuân. Mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Thế Hùng. Một điểm đến tại Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nghệ thuật làm gốm bao trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Ánh Xuân và Thế Hùng thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 10 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu ở vùng núi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, ngày nắng, chủ yếu không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước Thuận Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn Bắc Ái mây thay đổi, ngày nắng, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 4-10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2 m.